Ôi trời ơi. Xin chào anh em đã quay trở lại với MaxQ. Và đến với video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ không đi vào chủ đề của những chiếc iPhone hay giải sản phẩm nhà táo như mọi khi nữa, mà sẽ tiếp tục về chủ đề điện thoại siêu bền. Và như mọi khi, vị khách quen thuộc của kênh này sẽ là cái tên Dugi. Như anh em đã nhãn mặt trên kênh thì Dugi chính là một thương hiệu đến từ những người anh em phương Bắc và có thể nói là khá nổi tiếng trong việc tạo ra các điện thoại nồi đồng cối đá, độ bền thì trâu bò và thời lượng pin lớn. Cách đây vài tuần thì Dugi đã thực sự gây ấn tượng cực mạnh với những thằng review trên kênh này với mẫu V20 5G, khi đây chính là con điện thoại 5G siêu bền đầu tiên trên thế giới được trang bị tới 2 màn hình, tức là tương đương với một mẫu Xiaomi 11 Ultra nổi tiếng của năm ngoái, nhưng mức giá thì rẻ bằng 1/4 trong đợt flash sale đầu tiên của công ty. Được cái là không nằm ngủ quên trên chiến thắng thì Dugi sẽ tiếp tục trình làng mẫu điện thoại siêu bền thế hệ tiếp theo, nhưng lần này sẽ thực sự tập trung mạnh hơn vào mục đích chính của các anh em trên kênh này, đó là tạo ra một mẫu điện thoại siêu bền chuyên chơi game trong một mức giá rẻ nhất có thể, đó là mẫu Dugi S98. Về cơ bản thì chiếc Dugi S98 này sẽ được coi là một phiên bản nâng cấp từ mẫu Dugi S96 Pro mà mình đã cùng anh em review cách đây tầm 1 năm. Nói lại một chút thì con Dugi S96 Pro trước đây đã gây ấn tượng rất mạnh với mình khi chỉ có mức giá rất hợp lý, tức là loanh quanh từ 4 đến 5 củ khoai là ăn được rồi, nhưng mang đến vẻ ngoài đậm chất kẻ hủy diệt kết hợp với phần cứng xử lý xứng tầm gaming phone trong phân khúc. Và mẫu Dugi S98 sắp ra mắt sắp tới sẽ đơn giản là đi theo chính công thức thành công của con S96 Pro và kèm theo kha khá nâng cấp cho đúng người đúng thời điểm, cụ thể như sau. Về thiết kế bên ngoài, chiếc Dugi S98 sẽ tiếp tục kế thừa nhiều đường nét của mẫu S96 Pro trước đó, tức là nó sẽ vẫn bao gồm một mặt trước với màn hình dạng giọt nước với các đường viền dày cộp đúng nghĩa điện thoại siêu bền, chất chơi người rơi. Thực tế mà nói thì việc vẫn sử dụng màn hình giọt nước ở thời điểm bây giờ vẫn chưa phải là điều gì đó quá lỗi thời, bởi vẫn có một số hãng điện thoại vẫn cứng đầu ra điện thoại tai thỏ và giọt nước với giá cả chục củ khoai, thì một con máy chỉ tầm 4 đến 5 củ như thế này xài màn hình giọt nước sẽ không phải là một cái gì đó quá đáng chê trách. Bù lại thì phần viền màn hình dày cộp được ốp khung chịu lực chắc chắn sẽ giúp cho anh em yên tâm thoải mái chơi game hoặc đập máy nếu thua trận. Các chi tiết khác về thiết kế của chiếc Dugi S98 giữ nguyên so với người anh S96 Pro của nó, như là vỏ hợp kim nhôm cùng với các mấu nhựa pha cao su nhiều lớp được gắn rất chắc, giúp chống chịu cực tốt, thậm chí kể cả cố tình ném máy rất mạnh thì vẫn xài được bình thường, không bị vỡ, mà nếu có vỡ chắc cùng lắm chỉ là cái màn hình mà thôi. What the fuck? Mặt lưng máy được phủ silica gel làm nhám với thiết kế phẳng và cụm camera 3 ống kính cộng một đèn flash giờ đây sẽ được điểm xuyết thêm một màn hình phụ thứ hai hình tròn, với khả năng hiển thị và tùy biến sẽ cao hơn so với mẫu Dugi V20, khi mà nó giờ đây có thể là một màn hình camera thứ hai cho anh em tự sướng luôn, không còn tù túng như trên con V20 mới đây chẳng hạn. Về kích thước tổng thể thì chiếc Dugi S98 sẽ vẫn không thay đổi nhiều so với thằng anh S96 Pro, cùng trọng lượng cũng không thay đổi quá nhiều. Đó là điều tốt, bởi các điện thoại siêu bền luôn gây khó chịu bởi kích thước cồng kềnh cùng trọng lượng nặng nề, không phù hợp với các anh em cú đêm, mà chỉ phù hợp với các anh em phượt thủ mà thôi. Màn hình máy được bao phủ bởi kính cường lực Gorilla Glass giúp gia tăng độ chống chịu, và cuối cùng, cũng như bao điện thoại siêu bền khác thì máy có thêm một nút shortcut ở hông cho phép người dùng tùy chỉnh để có thể kích hoạt nhanh mà không phải mò mẫm vào màn hình, rất là tiện lợi khi làm việc trong điều kiện khắc nghiệt. Nói tóm lại thì thiết kế bên ngoài của chiếc Dugi S98 vẫn toát lên vẻ chuyên nghiệp, vừa toát lên một cái gì đó rất dữ tợn mà chắc chắn là không ai muốn manh động mỗi khi bạn cầm con máy này lên nghe rồi. Bây giờ thì sẽ là tiết mục thứ hai của video này, là thống kê nhanh một chút về các thông số kỹ thuật chính của máy, đại loại như sau. Màn hình 6.39 inch Full HD cộng, tấm nền IPS LCD, hỗ trợ cảm ứng siêu nhạy bằng găng tay, camera chính 64MP cộng 8MP siêu rộng, một ống kính 20MP chuyên quay đêm, cảm biến Sony IMX350, đèn flash LED kép, camera selfie 16MP mở khóa khuôn mặt, vi xử lý MediaTek Helio G96 Gen 2, RAM 8GB LPDDR4X, bộ nhớ 128GB US 2.2, hệ điều hành Android 12, pin 6000 mAh. Như vậy, có thể thấy là những điểm nâng cấp về cấu hình của chiếc Dugi S98 này khi so với mẫu tiền nhiệm là S96 Pro, thực tế sẽ có một số điểm rất đáng chú ý. Điểm nhấn đầu tiên là màn hình đã được nâng cấp từ độ phân giải HD+ lên Full HD cho khả năng hiển thị tốt hơn, mượt mà hơn,
Tiếp đến là hệ thống camera chính được nâng cấp từ 48 lên 64 megapixel cho khả năng chụp ảnh mặc định sắc nét hơn đôi chút, và đặc biệt là sự bổ sung của màn hình phụ thứ hai đóng vai trò như một camera tự sướng độ phân giải cao là đủ để giúp cho các chị em vượt thủ có được khoảnh khắc selfie chất lượng cao rồi. Bên cạnh đó thì sự xuất hiện của con chip Helio G96 Gen 2 cũng rất thú vị, khi về mặt giấy tờ phiên bản Helio G96 đầu tiên chỉ được gia công trên tiến trình 12 nanomet lỗi thời, thì phiên bản thế hệ 2 được gia công trên tiến trình 6 nanomet tiên tiến hơn. Kết hợp với cấu trúc xử lý không đổi sẽ giúp con chip này giữ nguyên được hiệu năng xử lý khá mạnh mẽ, tương đương các con chip Dimensity cao cấp hơn, nhưng hiệu suất tỏa nhiệt thì không hề thua kém, hoàn toàn so kè được với các mẫu Snapdragon 700 series hiện nay. Kết hợp với hệ điều hành Android 12 mới nhất cùng dung lượng pin 6000 mAh là đủ để anh em xài tối mắt tối mũi tới 2 đến 3 ngày đều không thành vấn đề. Nhìn chung thì chiếc Dugi S98 này có thể nói là rất thú vị ở nhiều góc độ. Nó rõ ràng là không chỉ nhắm đến người dùng chuyên nghiệp, độ bền cao, mà theo mình đây mới thực sự là con điện thoại lý tưởng dành cho các anh em game thủ nóng tính. Dự kiến máy sẽ sớm được bán ra vào vài ngày tới đây, và mình sẽ sớm có cho anh em video đánh giá sản phẩm ngay sau khi máy cập bến phòng lab của bọn mình. Và vậy thôi, trên đây thì là những chia sẻ cũng như là đánh giá của bọn mình về chiếc Dugi S98. Không biết là anh em nghĩ sao về chiếc máy siêu bền này, hãy để lại comment ở phía bên dưới nhé. Cũng đừng quên hãy bấm like và subscribe để ủng hộ cho kênh. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.